Chuyện, tuyển, thanh. câu chuyện truyền thanh. Kính thưa quý vị và các bạn, mẹ là tiếng gọi thiêng liêng nhất mà mỗi con người từ khi sinh ra đến mất đi vẫn luôn ấp ủ yêu thương. Dù có khi trong suy nghĩ của mình cho rằng mẹ chẳng phải là người bạn tốt nhất, có khi mẹ bất đồng với chúng ta, nhưng mẹ vẫn là người yêu thương, hy sinh và dành cả cuộc đời cho mỗi đứa con. Mẹ chính là chiếc chìa khóa giúp mỗi người mở cánh cửa, chứa đựng những điều kỳ diệu giúp chúng ta trưởng thành hơn trên con đường làm người. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện truyền thanh Trái tim người mẹ của tác giả Trần Mỹ Xuyên để quý vị cùng trân trọng hơn sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên. Hoàng Yến trong giai Nga, Tường Duy trong giai Hùng, bạn trai của Nga, Kim Liên trong giai Bà Hai, mẹ của Nga, Phạm Phong trong giai Ông Hai, cha của Nga, Minh Hiển đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Cảnh tại công ty mọi người đã về hết, nhưng nga vẫn ngồi lại phòng làm việc. Cô bực bội nói một mình: "Không biết ai đề xuất với ban giám đốc cái hội thi này, hay là họ cố tình nhắm vào mình, muốn mình mất mặt với mọi người trong công ty. Thật là thâm độc mà." Ủa, nga, hơn 11 giờ rồi sao em chưa về? Mọi người đã về hết rồi. Em đang bực bội trong người nên chưa có muốn về. Có chuyện gì hả? Đó anh nghe coi, coi anh có giúp được gì em không? Hồi sáng họp giao ban, chắc anh cũng nghe rồi. Ngày 8 tháng 3 năm nay á, công ty tổ chức hội thi kể chuyện về mẹ, đặc biệt là mỗi người phải mời mẹ của mình tham gia. <laughs> anh thấy năm nay công ty mình tổ chức hoạt động này á, thật ý nghĩa và khá thú vị đó. Ai mà nghĩ ra cái hội thi này, á, anh á, phải cảm ơn họ mới được đó. Thôi đi, tưởng anh cùng suy nghĩ với em. Ai ngờ, nói với anh cũng như không à. Thì ra anh cũng như họ, muốn em phải xấu hổ đúng không? Ủa, tự nhiên rồi bực với anh hả? À. Anh có nói gì đâu mà em lại khó chịu như vậy. Em ghét cái hội thi này Em ghét ai nghĩ ra việc tổ chức cái hội thi này Sao vậy Anh nghĩ người yêu của anh rất là có năng khiếu kể chuyện Giọng em lại rất là ấm Anh còn nghĩ giải nhất chắc chắn sẽ thuộc về em đó Anh có biết là Nếu ai được giải nhất Sẽ phải mời mẹ mình lên sân khấu nhận giải không Để mọi người trong công ty biết mẹ mình không Vậy mới vui đó em Mọi người sẽ có dịp hiểu thêm về mẹ của mình Anh ước gì á Anh còn có mẹ Để có thể mời mẹ đến công ty còn em á Ước gì bây giờ được như anh Nga em nói cái gì kỳ vậy Em á đang có mẹ Hạnh phúc nhất khi có mẹ Sao em lại ước trở thành một người mồ côi như anh Em em có bị sao không Em ước như vậy đó Em ước được như anh đó Thà em không có mẹ Bởi như vậy á Mọi người sẽ không cười chê Không bàn tháng Khi em có một người mẹ xấu xí Nga Sao em có thể nói về mẹ mình như vậy Em có biết á Một đứa bồ côi mẹ như anh nè luôn khao khát thế nào khi được mỗi ngày gọi tiếng mẹ hay không? Còn em, mẹ em sống bên em mỗi ngày mà em lại mong muốn không có mẹ. Anh á thì hiểu cái gì chứ? Thà không có mẹ vẫn tốt hơn á là có một người mẹ mà ai nhìn thấy cũng chê bai. Mỗi lần đi chung với mẹ là em xấu hổ không dám nhìn ai vì sợ họ trêu chọc em. Em chịu đựng cảm giác khó chịu này lâu lắm rồi. Dù xấu đẹp gì cũng là mẹ của em. Sao em lại nói về mẹ của mình như thế? Em quyết định rồi Em sẽ không tham gia cuộc thi này nữa Em sẽ nói mẹ em bệnh nặng Nên không thể đến tham gia cuộc thi Anh thấy em khác ngày thường quá rồi nha Sự dịu dàng khéo léo Hiểu chuyện của em trong mắt mọi người Giờ đây á đâu mất rồi Nói thiệt Trước mắt anh hiện tại chỉ là một người lạnh lùng Tàn nhẫn với mẹ mình thôi Anh không hiểu đâu Ai từng trải qua nỗi khổ như em mới hiểu được Có một người mẹ như thế Em phải trải qua tuổi thơ khó khăn đến như thế nào Em xấu hổ không muốn đi đâu chung với mẹ. Anh có hiểu không? Anh không hiểu. Phải, làm sao anh hiểu được? Lúc còn nhỏ, ngay cả bây giờ luôn á, mỗi lần nghe bạn bè, đồng nghiệp tự hào, hãnh diện khoe về mẹ mình, thì em chỉ im lặng. Giá như mẹ em xinh đẹp, giàu có, hay ít nhất cũng lành lặng như mẹ người ta, thì em sẽ hạnh diện với bạn bè tới cỡ nào. Em còn nhớ, một lần mẹ đến trường đón em, vừa thấy mẹ, tụi bạn em đã hét lên bỏ chạy. Hôm sau đi học, á, em bị tụi nó chọc quê. Anh chưa được gặp mẹ, nhưng anh nghĩ dù mẹ có xấu hay đẹp thì mẹ cũng đã hết lòng vì em. Tình thương của mẹ dành cho em mới là điều quan trọng em à. Thôi, có nói gì anh cũng không hiểu được đâu. Anh đi về đi, em đã quyết định rồi. Tưởng đâu anh hiểu và chia sẻ với em, ai ngờ lại nghe anh dạy đời. Có lẽ vì em có mẹ nên em không thể hiểu được cái cảm giác khát khao của những người không còn mẹ anh mong em á suy nghĩ lại, đừng làm tổn thương mẹ vì sự ích kỷ của mình. Thôi, anh về trước đây, em á cũng về nhà sớm đi. Bực mình gì đâu á, dù thế nào mình cũng không cho mẹ xuất hiện trước mặt mọi người đâu. Cảnh tại nhà của Nga, Nga vừa đến nhà đã thấy bà hai chuẩn sẵn mâm cơm ngồi đợi. Nga về rồi hả con? Có mệt không nè? Chắc đói bụng lắm rồi. Mau thay đồ rồi ra ăn cơm với mẹ. Mẹ ăn trước đi, con không muốn ăn. Sao vậy? Bố con không khỏe hả? Để mẹ đi mua thuốc cho con uống ha. Mẹ bớt làm phiền con có được không? Con mệt quá à. Tại mẹ thấy con không vui nên mẹ lo. Ai mượn mẹ lo? Vì con là con gái của mẹ nên mẹ phải lo, phải yêu thương để con gái mẹ được sung sướng, hạnh phúc. Mẹ có biết là chính mẹ là người làm cho con không thể cảm nhận được hai chữ sung sướng, hạnh phúc không? Mẹ đã làm gì khiến con buồn vậy? Hay bữa nay công ty con có chuyện gì Nói cho mẹ nghe đi con. Công ty con tới ngày 8 tháng 3 sẽ tổ chức cuộc thi kể chuyện về mẹ. Tất cả nhân viên phải tham gia và phải mời mẹ mình đến dự họp mặt. Công ty con tổ chức cuộc thi này thật ý nghĩa, con nên tham gia. Mẹ nghĩ sao mà kêu con tham gia? Con sẽ kể gì về mẹ đây? Rằng con có một người mẹ xấu xí hay sao? Nghe. Mẹ xin lỗi con. Mẹ không ngờ với bề ngoài của mẹ đã làm con xấu hổ như vậy. Chẳng lẽ trong ký ức của con Không có gì để kể về mẹ sao Nga Mẹ còn nhớ không Mỗi lần mà mẹ đi rước con á Hay đi chung với con á Là mọi người xì xào bàn tán Bạn bè con trêu chọc Nhưng mẹ luôn yêu thương con Chẳng lẽ điều đó không có ý nghĩa gì với con hay sao con Nhưng tình yêu của mẹ Không thể giúp con vượt qua sự chơi bai của thiên hạ Giá như con biết sự thật Tại sao mẹ lại trở nên xấu xí như vậy Mẹ yên tâm đi Con không để mẹ xuất hiện trước đồng nghiệp trong công ty của con đâu Có phải Nếu mẹ không còn xuất hiện trước mắt con Con sẽ thấy sung sướng và hạnh phúc hơn Đúng không nha Thôi thôi Con mệt lắm rồi Mẹ ăn cơm trước đi Con đi nghỉ đây Nghe bỏ vào trong, còn lại bà hai đau đớn ngồi xuống ghế không ngờ vẻ bề ngoài xấu xí của bà lại gây ra nỗi mặt cảm lớn như vậy trong lòng Nga. Bà đã một lần hy sinh để con được sống, thì bây giờ bà không ngại một lần nữa hy sinh để con được hạnh phúc. Bà ơi, tôi về rồi nè. Ủa, cái bà này đâu rồi cả? Chế gì trên bàn đây? Gửi anh và con yêu thương. Nga, ra đây ba biểu coi. Cái gì vậy ba? Con mới nằm nghỉ ngơi xíu à. Có gì mà ba gọi con giật ngược vậy Mẹ con đi đâu rồi Con có biết không Mới nãy mẹ còn nói chuyện với con mà Ở nhà đã có chuyện gì uhm, Con Có Có chuyện gì đâu ba Cũng bình thường thôi mà Bình thường bình thường sao mẹ con lại bỏ nhà ra đi Mẹ bỏ đi ừ, Chắc mẹ đi đâu đó chơi một chút rồi về thôi Ba đừng có lo nha con nói thật cho ba biết đi Giữa con và mẹ đã có chuyện gì Con có làm gì đâu ba Con đọc lá thư này đi gửi anh và con yêu thương khi anh và con đọc được lá thư này thì em không còn được ở bên anh và con nữa em ra đi không phải vì hết yêu anh và con nhưng em phải đi vì sự có mặt của em sẽ làm con không hạnh phúc nga ơi mẹ yêu con yêu con hơn, hơn tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc sống của mẹ dù không được bên cạnh chăm sóc con mỗi ngày như trước đây nhưng mẹ sẽ luôn dõi mắt theo con Tình yêu mẹ dành cho con Sẽ không bao giờ cạn Hôn con gái yêu của mẹ Chúc con luôn hạnh phúc Dù không có mẹ bên cạnh Mẹ của con Ba Ba ơi Mẹ Mẹ bỏ đi thật hả ba Con bực bội nên nói vậy Chứ con không có cố ý làm mẹ tổn thương Con đã nói gì mà làm mẹ con tổn thương Đến mức phải bỏ nhà đi như vậy Dạ công ty con sắp tới ngày quốc tế phụ nữ có tổ chức cuộc thi kể chuyện về mẹ yêu cầu con phải mời mẹ tham gia nhưng con nói hôm đó con sẽ xin nghỉ vì con không có muốn mọi người biết con có người mẹ xấu xí như vậy còn gì nữa mau nói hết cho ba biết đi nói dạ con còn nói từ nhỏ rất xấu hổ vì bị mọi người trêu chọc khi đi chung với mẹ con sẽ diễn cớ mẹ bị bệnh nặng để không tham gia cuộc thi con im đi uống công ba mẹ cho con ăn học con thành tài nhưng chẳng thành nhân bà sao ba đánh con như vậy từ nhỏ tới giờ ba chưa hề đánh con ba không đánh con mà bà đánh cái hỗn xược bất hiếu trong con người của con giá như ba đừng bị mẹ con thuyết phục không cho ba nói sự thật vì sao thân thể mẹ con lại như thế bà ơi cũng tại tôi mà sự thật gì vậy ba tại sao Tại sao mẹ lại giấu con Trước khi ba kể chuyện của hai mươi mấy năm về trước Con hãy xem bức ảnh này đi Có nhận ra ai không Ai vậy ba Đẹp quá à Chính là mẹ của con đó Ba Mẹ con lúc trước đẹp vậy sao ba Đúng Mẹ con lúc trước đi đâu ai cũng phải quay lại nhìn Ba là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời Mới lấy được mẹ của con Nhưng trận quả hoạn năm đó đã phá hủy cuộc đời mẹ của con. Khi đó con mới hơn 6 tháng tuổi, ba mẹ gửi con cho người ta để đi làm. Một ngày kia, mẹ con đi làm về và qua đón con, thì thấy nhà hàng xóm bị cháy, ngọn lửa bốc lên dữ dội. Nghe tiếng con khóc thét bên trong, mẹ con đã bất chấp nguy hiểm lao vào biển lửa để cứu con ra. Lúc ba chạy vào bệnh viện, toàn thân mẹ con đã bị bỏng nặng, phải trải qua rất nhiều lần phẫu thuật đau đớn nhưng lần nào tỉnh lại mẹ con cũng hỏi ba con đâu rồi anh con có khỏe không anh Nga ơi con được lành lặn như ngày hôm nay chính là sự hy sinh chấp nhận làm người xấu xí của mẹ con đó nga sao sao bao nhiêu năm qua ba không nói cho con biết việc này mẹ con không cho ba nói mẹ muốn con sống vô tư hạnh phúc không cảm thấy dai dứt vì sự hy sinh của mẹ mẹ ơi vậy mà con nào biết lại còn nỡ đối xử với mẹ như vậy nữa lúc còn đi học mẹ con luôn đứng nấp ngoài cổng trường nhìn con vì sợ con xấu hổ với bạn bè nên không dám vào đón con ba ơi con sai rồi con sai rồi ba ơi trời ơi cuộc đời như tôi chúng tôi vì sự ích kỷ của mình Mà đã làm tổn thương mẹ Tôi có lỗi vô dạng với mẹ của mình Mẹ ơi Mẹ đừng có bỏ con Con xin đi tìm mẹ Mẹ ơi Bằng mỗi giá Bằng mỗi giá ba và con phải đi tìm mẹ gì Trên cuộc đời này Ba nghĩ không có ai đẹp hơn mẹ đâu con Quý chị và các bạn thân mến Quý chị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh Trái tim người mẹ của tác giả Trần Mỹ Xuyên đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long xin tạm dừng quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện xin nói lời chia tay hẹn gặp lại quý vị và các bạn chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân mến chào tạm biệt